AVZ, giải bài tập full môn, soạn văn hay nhất, học livestream miễn phí, tương tác trực tiếp với giáo viên hàng đầu. Vào thư viện app, tải ngay AVZ. Chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang phần câu hỏi trắc nghiệm chương 1. Câu 1 của chúng ta: trong các phép biến hình sau thì phép nào sẽ không phải là phép giờ hình? Thì chúng ta nhớ đến đặc điểm của phép giờ hình. Phép giờ hình đó là phép bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kỳ. Bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kỳ. Thì chúng ta đã cùng nhau được học về phép đồng nhất, phép phi tự và phép đối xứng trục. Phép đối xứng trục thì chúng ta biết rằng phép đồng nhất có là phép giờ hình. Các phép giờ hình. Thứ nhất đó là phép đồng nhất. Thứ nhất đó là phép đồng nhất. Thứ hai đó là phép đối xứng trục. Phép đối xứng trục. Chúng ta sẽ cùng nhau đi chứng minh phép vị tự tỉ số là bằng -1 cũng là một phép giờ hình. Xét phép vị tự tỉ số k là bằng -1. Tỉ số k là bằng -1 thì khi đó với phép vị tự tâm ô, tỉ số k là bằng -1, biến điểm m thành điểm m vậy. Thành điểm m vậy. Vậy theo đúng định nghĩa của phép vị tự thì chúng ta sẽ rút ra đó là vectơ OM phẩy của chúng ta sẽ là bằng trừ vectơ OM. Tức là hai vectơ này của chúng ta là hai vectơ ngược hướng. Về độ dài thì hai vectơ đó là bằng nhau. Vậy thì điều này chứng tỏ rằng điểm O của chúng ta, điểm O là trung điểm, là trung điểm của O phẩy. Điểm O là trung điểm của M phẩy. Vậy thì khi đó phép vi tự tỉ số k bằng -1 của chúng ta chính là phép đối xứng tâm. Phép vi tự tỉ số k bằng -1 là phép đối xứng tâm. Là phép đối xứng tâm. Tâm của chúng ta chính là tâm vi tự. Tâm chính là tâm của phép vi tự. Tâm của phép vi tự. Vậy thì từ đây chúng ta đã biết rằng phép đối xứng tâm của chúng ta cũng là một phép giờ hình. Do đó chúng ta rút ra được rằng phép vi tự tỉ số k bằng -1 cũng là một phép giờ hình. Phép vi tự tỉ số k bằng -1 là một phép giờ hình. Là một phép giờ hình. Do đó đối chiếu với các phương án A, B, C, D thì chúng ta rút ra rằng phép chiếu vuông góc lên một đường thẳng không phải là một phép giờ hình. Do đó ở câu 1 chúng ta sẽ chọn phương án A. Chúng ta sẽ chọn phương án A. Chuyển sang câu 2. Câu 2 của chúng ta: trong các mệnh đề sau thì mệnh đề nào sẽ là mệnh đề sai? Yeah. Phép tịnh tiến biến đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng với nó thì mệnh đề A của chúng ta sẽ là mệnh đề đúng. Câu 2. Mệnh đề A của chúng ta là mệnh đề đúng. Tiếp theo là mệnh đề B. Phép đối xứng trục sẽ biến một đường thẳng thành một đường thẳng song song hoặc trùng với nó. Hoặc trùng với nó. Chúng ta sẽ cùng nhau chỉ ra mệnh đề B của chúng ta là một mệnh đề sai. Bây giờ cô cho một đường thẳng delta là một đường thẳng bất kỳ. D là một đường thẳng khác cắt đường thẳng delta. Cắt đường thẳng delta. Chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm ảnh. Tìm ảnh của đường thẳng D qua phép đối xứng trục là delta. Chúng ta gọi là đường thẳng D phẩy. D phẩy. Chúng ta lấy hai điểm A và B là hai điểm bất kỳ nằm trên đường thẳng D. Chúng ta sẽ đi tìm ảnh của hai điểm AB qua phép đối xứng trục là delta. Gọi ảnh của điểm A là điểm A phẩy. Là điểm A phẩy. Gọi ảnh điểm B là điểm B phẩy.
này điểm B phẩy. Sau đó chúng ta nối hai điểm A phẩy và B phẩy với nhau. Hai điểm A phẩy và B phẩy với nhau thì chúng ta được đường thẳng D phẩy. Đối xứng qua đường thẳng delta, biến điểm A thành điểm A phẩy. Đối xứng qua đường thẳng delta, biến điểm B thành điểm B phẩy. Thì chúng ta sẽ rút ra đối xứng qua đường thẳng delta, biến đường thẳng AB thành đường thẳng A phẩy B phẩy. B phẩy. Thì chúng ta nhận thấy rằng đường thẳng AB cắt đường thẳng delta, đường thẳng A phẩy B phẩy cũng cắt đường thẳng delta. Và chúng ta nhận thấy hai đường thẳng AB và đường thẳng A phẩy B phẩy của chúng ta là hai đường thẳng cắt nhau. Trong đó đường thẳng AB là cắt đường thẳng delta. Từ đó chúng ta suy ra đường thẳng A phẩy B phẩy cắt đường thẳng AB. Cắt đường thẳng AB. Do đó mệnh đề B của chúng ta là mệnh đề sai. Mệnh đề B của chúng ta là mệnh đề sai. Do đó chúng ta sẽ chọn phương án B. Chọn phương án B. Câu 3. Trong mặt phẳng tọa độ OXY cho đường thẳng D có phương trình đó là 2X trừ Y cộng 1 bằng 0. Để phép tịnh tiến theo vector V biến đường thẳng D thành chính nó thì vector V của chúng ta sẽ là vector nào trong các vector sau đây? Thì chúng ta biết rằng một phép tịnh tiến theo vector V để biến đường thẳng D thành chính nó khi và chỉ khi đó là giá của vector V phải song song hoặc là trùng với đường thẳng D. Qua phép tịnh tiến theo vector V biến đường thẳng D thành đường thẳng D. Thành chính nó khi và chỉ khi đó là giá của vector v song song hoặc trùng với đường thẳng D. Điều này chứng tỏ đó là vector V của chúng ta đóng vai trò là vector chỉ phương của đường thẳng D. Chúng ta suy ra vector V là vector chỉ phương của đường thẳng D. Trong khi đó đường thẳng D của chúng ta có phương trình. Đường thẳng D của chúng ta có phương trình đó là 2x trừ đi y cộng 1 bằng 0. Vậy từ đây chúng ta suy ra một vector phát tuyến của đường thẳng D. Vector phát tuyến. Đó là vector N. Vector N của chúng ta sẽ có tọa độ đó là 2 âm 1. Thì chúng ta biết rằng đối với một đường thẳng bất kỳ, vector phát tuyến và vector chỉ phương sẽ vuông góc với nhau. Do đó tích vô hướng của hai vector đó là bằng 0. Vì vector V là vuông góc với vector phát tuyến N nên tích vô hướng của hai vector đó sẽ bằng 0. Dựa vào đây, chúng ta sẽ cùng nhau đi kiểm tra các phương án A, B, C, D. Phương án nào của chúng ta là thỏa mãn? Thứ nhất là phương án A. Phương án A, vector V của chúng ta có tọa độ là 2, 1. Vậy chúng ta sẽ cùng nhau đi tính tích vô hướng của vector N và vector V. Thì chúng ta nhớ công thức tính tích vô hướng của vector, của hai vector. Đó là bằng hoành nhân hoành cộng tung nhân tung. Tức là bằng 2 nhân 2 cộng với âm 1 nhân 1. Và chúng ta ra được là bằng 3, là một số khác không. Do đó phương án A của chúng ta sẽ là bị loại. Tiếp theo là phương án D. Phương án B của chúng ta thì vector V có tọa độ là 2 âm 1. Chúng ta đi tính tích vô hướng của hai vector.
sẽ là bằng 2 nhân 2 cộng với âm 1 nhân âm 1. Và chúng ta ra được là bằng 5. Trong đó 5 là một số khác không. Do đó phương án B của chúng ta cũng bị loại. Tiếp theo là phương án C. Phương án C, vectơ V có tọa độ là 1 2. Có tọa độ là 1 2 thì chúng ta tính được tích vô hướng của hai vectơ sẽ là bằng 2 nhân 1 cộng với âm 1 nhân 2 và bằng 0. Bằng 0 thì chứng tỏ hai vectơ này của chúng ta là hai vectơ vuông góc với nhau. Do đó phương án C của chúng ta là thỏa mãn. Cuối cùng là phương án D. Ở phương án D thì vectơ V có tọa độ là âm 1 2. Âm 1 2, chúng ta rút ra tích vô hướng của hai vectơ chính là bằng 2 nhân âm 1 cộng với âm 1 nhân với 2 và bằng âm 4. Trong đó âm 4 là một số khác không. Do đó phương án D của chúng ta cũng bị loại. Như vậy ở đây chỉ có phương án C là thỏa mãn. Do đó chúng ta sẽ chọn phương án C. Chuyển sang bài tiếp theo của chúng ta, đó chính là bài 4. Bài 4 của chúng ta thì trong mặt phẳng tọa độ OXY cho vectơ V có tọa độ là 2 âm 1, điểm M có tọa độ là âm 3 2. Ảnh của điểm M qua phép tịnh tiến theo vectơ V là điểm có tọa độ nào trong các điểm sau đây? Bài 4. Thì chúng ta nhớ rằng khi chúng ta thực hiện vectơ tịnh tiến theo vectơ V, biến điểm M thành điểm M phẩy thì chúng ta có biểu thức tọa độ. Chúng ta có biểu thức tọa độ đó là xm phẩy của chúng ta chính là bằng xm cộng với x của vectơ V. Im phẩy của chúng ta chính là bằng im cộng với y của vectơ V. Áp dụng biểu thức tọa độ của phép tịnh tiến thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm ảnh của điểm M qua phép tịnh tiến như sau. Gọi ảnh của điểm M qua phép tịnh tiến theo vectơ V. Tịnh tiến theo vectơ V là điểm M phẩy. Là điểm M phẩy. Chúng ta áp dụng biểu thức tọa độ. Áp dụng biểu thức tọa độ của phép tịnh tiến. Của phép tịnh tiến thì chúng ta sẽ rút ra được như sau. Xm phẩy của chúng ta chính là bằng xm cộng với x của vectơ V. Trong đó xm của chúng ta là bằng âm 3. X vectơ V của chúng ta là bằng 2. Như vậy sẽ bằng âm 1. Tương tự im phẩy của chúng ta chính là bằng im cộng với y của vectơ V. Trong đó im của chúng ta là bằng 2. Y của vectơ V chính là bằng âm 1. Từ đó chúng ta suy ra tọa độ điểm M phẩy có tọa độ đó là âm 1 và 1. Âm 1 và 1. Do đó chúng ta sẽ chọn phương án C. Bài 5 của chúng ta thì trong mặt phẳng tọa độ OXY cho đường thẳng D có phương trình là 3x - 2y cộng 1 bằng 0. Yêu cầu tìm ảnh của đường thẳng D qua phép đối xứng trục là OX. Bây giờ cô cho trước điểm M có tọa độ là xy. Khi chúng ta thực hiện phép đối xứng trục là OX thì chúng ta sẽ được ảnh là M phẩy có tọa độ là x phẩy y phẩy. X phẩy y phẩy. Thì khi đó chúng ta có biểu thức tọa độ. X phẩy của chúng ta là bằng x và y phẩy của chúng ta sẽ bằng trừ y. Vậy thì dựa vào biểu thức tọa độ này, chúng ta sẽ cùng nhau đi viết phương trình đường thẳng D phẩy là ảnh của đường thẳng D qua phép đối xứng trục là OX. Chúng ta sẽ làm như sau. Bước đầu tiên, chúng ta lấy hai điểm A và B thuộc đường thẳng D. Đầu tiên là điểm A. Điểm A cô cho có tọa độ là 1 2 và điểm B có tọa độ đó là âm 1 âm 1. Hai điểm này của chúng ta sẽ thuộc đường thẳng D. Qua phép đối xứng trục là OX thì biến điểm A thành điểm A phẩy, biến điểm B của chúng ta thành điểm B phẩy. Áp dụng biểu thức tọa độ của phép đối xứng qua trục OX thì chúng ta sẽ rút ra được rằng điểm A phẩy sẽ có tọa độ là 1 âm 2. Điểm B phẩy sẽ có tọa độ đó là âm 1 1.
âm 1, 1. Vậy thì từ đây chúng ta rút ra, qua phép đối xứng trục là OX, biến đường thẳng AB thành đường thẳng A phẩy B phẩy. Trong đó đường thẳng AB của chúng ta chính là đường thẳng D. Nhiệm vụ của chúng ta đó là đi viết phương trình đường thẳng A phẩy B phẩy. Thì đường thẳng A phẩy B phẩy của chúng ta sẽ thỏa mãn điều kiện như sau. Thứ nhất đó là đi qua điểm A phẩy. Có tọa độ là 1, âm 2. Thứ hai đó là vector chỉ phương. Vector chỉ phương đó chính là vector A phẩy B phẩy. Trong đó vector A phẩy B phẩy có tọa độ là âm 23. Từ đó chúng ta suy ra được vector pháp tuyến. Vector pháp tuyến N của chúng ta sẽ có tọa độ là 32. Từ đó chúng ta suy ra phương trình tổng quát. Phương trình tổng quát của đường thẳng A phẩy B phẩy sẽ là 3 nhân mở ngoặc x trừ đi 1 cộng với 2 nhân mở ngoặc y trừ đi trừ 2 thì thành cộng 2 là bằng 0. Chúng ta thực hiện phá ngoặc ra sẽ trở thành là 3x trừ đi 3 cộng với 2y cộng với 4 là bằng 0. Hay tương đương với 3x cộng với 2y cộng với 1 là bằng 0. Đối chiếu với các phương án A, B, C, D thì chúng ta sẽ cùng nhau chọn phương án A. Tiếp theo là câu 6. Trong mặt phẳng tọa độ OXY cho đường thẳng D có phương trình đó là 3x trừ 2y trừ 1 bằng 0. Yêu cầu tìm ảnh của đường thẳng D qua phép đối xứng tâm O có phương trình. Thì chúng ta nhớ đến đặc điểm của phép đối xứng tâm. Giả sử cho trích điểm M có tọa độ là XY. Qua thực hiện phép đối xứng tâm O thì chúng ta sẽ được điểm M phẩy có tọa độ là X phẩy, Y phẩy. Thì khi đó chúng ta sẽ suy ra điểm O của chúng ta là trung điểm của M, M phẩy. Thì áp dụng biểu thức tọa độ của trung điểm đoạn thẳng, chúng ta rút ra rằng XO của chúng ta chính là bằng XM cộng với XM phẩy trên 2. IO của chúng ta là bằng IM cộng với IM phẩy trên 2. Dựa vào đây thì chúng ta sẽ cùng nhau đi làm câu 6, đi tìm ảnh của đường thẳng D như sau. Qua phép đối xứng tâm O, chúng ta biến đường thẳng D thành đường thẳng D phẩy, biến điểm M có tọa độ XY thuộc đường thẳng D thành điểm M phẩy có tọa độ là X phẩy, Y phẩy. Trong đó điểm M phẩy sẽ thuộc đường thẳng D phẩy. Chúng ta suy ra O của chúng ta là trung điểm của M, M phẩy. Áp dụng biểu thức tọa độ thì chúng ta sẽ có XO là bằng XM cộng với XM phẩy trên 2. IO của chúng ta sẽ là bằng IM cộng với IM phẩy trên 2. Như vậy chúng ta sẽ có O. XO của chúng ta chính là bằng 0. 0 của chúng ta chính là bằng X cộng với X phẩy trên 2. 0 của chúng ta sẽ bằng Y cộng với Y phẩy trên 2. Vậy thì từ đây chúng ta sẽ rút ra được rằng x của chúng ta là bằng trừ x phẩy, y của chúng ta là bằng trừ y phẩy, mà điểm M của chúng ta thuộc đường thẳng D. Vậy thì chúng ta sẽ có đó là 3x trừ đi 2y trừ đi 1 là bằng 0. Chúng ta gọi đây là 1 và đây là 2. Chúng ta sẽ cùng nhau thay 1 vào 2. Thì chúng ta sẽ được đó là 3 nhân với trừ x phẩy trừ đi 2 nhân với trừ y phẩy trừ đi 1 là bằng 0. Hay tương đương với trừ 3x phẩy cộng 2 lần y phẩy trừ đi 1 là bằng 0.
Bằng không, điều này chứng tỏ đó là điểm M phẩy của chúng ta sẽ thuộc đường thẳng D phẩy, có phương trình là trừ 3x. Trừ 3x cộng với 2y trừ đi 1 là bằng 0. Đối chiếu với các phương án A, B, C, D thì chúng ta sẽ cùng nhau chọn phương án B. Chọn phương án B. Thì ngoài cách giải như trên thì chúng ta sẽ còn cách giải khác đối với câu 6. Đối với câu 6, đó là các em có thể lấy hai điểm bất kỳ và đặt điểm A và điểm B. Lấy hai điểm bất kỳ A và B thuộc đường thẳng D. Sau đó, qua phép đối xứng tâm mô, chúng ta sẽ được hai điểm tương ứng là điểm A phẩy và B phẩy. Điểm A phẩy và B phẩy. Sau đó các em sẽ viết phương trình đường thẳng A phẩy B phẩy. Viết phương trình đường thẳng A phẩy B phẩy. Thì khi đó phương trình đường thẳng A phẩy B phẩy chính là đường thẳng D phẩy chúng ta cần tìm. Và chúng ta cũng sẽ ra được phương án B. Chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang câu 7 như sau. Trong các mệnh đề sau đây thì mệnh đề nào sẽ là mệnh đề sai? Chúng ta sẽ cùng nhau đi vào mệnh đề A. Mệnh đề A có một phép tịnh tiến biến mọi điểm thành chính nó. Thì chúng ta biết rằng khi chúng ta thực hiện phép tịnh tiến theo vectơ 0 sẽ biến mọi điểm thành chính nó. Do đó mệnh đề A của chúng ta là mệnh đề đúng. Mệnh đề đúng với vectơ tịnh tiến. Vectơ tịnh tiến chính là vectơ 0. Là vectơ 0. Thứ hai, mệnh đề B. Mệnh đề B của chúng ta đó là có một phép đối xứng trục biến mọi điểm thành chính nó. Thì chúng ta cần nhớ rằng đối với phép đối xứng trục thì chỉ biến mọi điểm nằm trên trục đối xứng thành chính nó. Do đó mệnh đề B của chúng ta là mệnh đề sai. Mệnh đề sai vì phép đối xứng trục. Vì phép đối xứng trục chỉ biến mọi điểm nằm trên trục đối xứng. Chỉ biến mọi điểm nằm trên trục đối xứng. Nằm trên trục đối xứng thành chính nó. Thành chính nó. Tiếp theo, chúng ta vào mệnh đề C. Có một phép quay biến mọi điểm thành chính nó. Thì khi chúng ta thực hiện phép quay với góc quay phi là bằng 360 độ thì khi đó phép quay đó sẽ biến mọi điểm thành chính nó. Do đó mệnh đề C của chúng ta là mệnh đề đúng. Khi góc quay phi của chúng ta là bằng 360 độ. Tiếp theo là mệnh đề D. Có một phép vi tự biến mọi điểm thành chính nó. Vậy thì khi chúng ta cho tỉ số K của chúng ta là bằng 1 thì khi đó chúng ta sẽ có phép đồng nhất. Do đó phép vi tự sẽ biến mọi điểm thành chính nó. Do đó mệnh đề D của chúng ta là mệnh đề đúng. Mệnh đề đúng khi cho tỉ số K là bằng 1. Khi tỉ số K là bằng 1 thì chúng ta sẽ có phép đồng nhất. Thì chúng ta sẽ có phép đồng nhất. Do đó ở câu này chúng ta sẽ chọn phương án B. Ở câu này chúng ta sẽ chọn phương án B. Chúng ta chuyển sang câu 8. Câu 8 thì yêu cầu hình vuông có mấy trục đối xứng. Mấy trục đối xứng. Thì chúng ta nhớ rằng hình vuông của chúng ta, hình vuông sẽ có 4 góc vuông và độ dài các cạnh là bằng nhau. Có 2 đường chéo vuông góc với nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường. Giả sử cô cho hình vuông là ABCD, có 2 đường chéo là AC và BD vuông góc với nhau. Vuông góc với nhau, cắt nhau tại tâm O. Cắt nhau tại tâm O. Vậy thì khi đó chúng ta dễ dàng tìm ra được 4 trục đối xứng của hình vuông. Hai trục đối xứng đầu tiên đó chính là hai đường chéo AC và BD. Hai trục đối xứng thứ hai. Trục đối xứng đi qua trung điểm của AB và vuông góc với AB. Trục đối xứng đi qua trung điểm của AD và vuông góc với AD. Vuông góc với AD. Do đó hình vuông của chúng ta sẽ có tất cả là 4 trục đối xứng. Do đó ở câu 8 thì chúng ta sẽ chọn phương án C. Câu 8 chúng ta chọn phương án C. Câu 9.
Trong các hình sau thì hình nào sẽ có vô số tâm đối xứng? Vô số tâm đối xứng. Ở phương án A là hai đường thẳng cắt nhau, phương án B là đường elip, phương án C hai đường thẳng song song và phương án D đó là hình lục giác đều. Hình lục giác đều. Thì chúng ta nhớ rằng hai đường thẳng cắt nhau của chúng ta chỉ có đó là hai tâm đối xứng. Hai đường thẳng cắt nhau. Cô sẽ vẽ hình ảnh hai đường thẳng song song như sau. Cho hai đường thẳng A và B song song với nhau. Và gọi delta là một đường thẳng cách đều hai đường thẳng trên, tức là đường thẳng delta của chúng ta sẽ song song với hai đường thẳng đó và cách đều hai đường thẳng đó. Đây là đường thẳng delta. Thì khi đó chúng ta nhận thấy rằng tâm đối xứng của hai đường thẳng song song trên sẽ là một điểm bất kỳ nằm trên đường thẳng delta. Mà đường thẳng delta của chúng ta sẽ có vô số điểm. Vô số điểm. Do đó hình ảnh gồm hai đường thẳng song song của chúng ta sẽ có vô số tâm đối xứng. Hai đường thẳng song song. Tâm đối xứng của hai đường thẳng song song. Tâm đối xứng của hai đường thẳng song song là một điểm bất kỳ. Là một điểm bất kỳ. Nằm trên đường thẳng delta. Nằm trên đường thẳng delta. Cách đều hai đường thẳng đã cho. Cách đều hai đường thẳng đã cho. Do đó chúng ta sẽ có vô số tâm đối xứng. Có vô số tâm đối xứng. Do đó ở câu 9 thì chúng ta sẽ cùng nhau chọn phương án C. Chọn phương án C. Câu cuối cùng của chúng ta là câu 10. Trong các mệnh đề sau thì mệnh đề nào sẽ là mệnh đề sai? Phương án A, hai đường thẳng bất kỳ sẽ luôn đồng dạng với nhau. Phương án B, hai đường tròn bất kỳ luôn đồng dạng. Phương án C, hai hình vuông bất kỳ luôn đồng dạng. Và phương án D, đó là hai hình chữ nhật bất kỳ luôn đồng dạng. Câu 10. Câu 10. Chúng ta sẽ cùng nhau chỉ ra mệnh đề D của chúng ta là mệnh đề sai. Mệnh đề D của chúng ta là mệnh đề sai. Chúng ta sẽ cho ví dụ như sau. Ví dụ đó là hai hình chữ nhật. Hai hình chữ nhật có độ dài cạnh. Có độ dài cạnh. Hình chữ nhật đầu tiên có độ dài cạnh là 33. Là 33. Đây khi đó hình chữ nhật này của chúng ta sẽ trở thành hình vuông. Và hình chữ nhật thứ hai, hình chữ nhật thứ hai sẽ có độ dài cạnh là 46. 46. Thì chúng ta nhận thấy hình chữ nhật thứ hai của chúng ta sẽ không phải là hình vuông. Thì chúng ta nhận thấy rằng tỷ số, chúng ta có tỷ số 3 trên 3 là khác 4 trên 6. Khác 4 trên 6. Do đó sẽ không tồn tại phép đồng dạng biến hình chữ nhật này thành hình chữ nhật kia. Do đó mệnh đề D của chúng ta là mệnh đề sai. Hai hình chữ nhật này không đồng dạng với nhau. Không đồng dạng với nhau. Do đó ở câu 10 thì chúng ta sẽ chọn phương án D. Khóa học viên rách. Sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của viên rách.